cái gỗ đi cái quyên lại đi mày không sao thôi mày sao mẹ này chán lắm em làm giống được rồi nó anh chịu mà bình thường ở đây bình thường không lẽ nó không chịu đây nhiều phải luôn chịu tới về anh Cường mà thí nghiệm cái máy không Cường mà sao mà khỏi làm luôn anh kể câu chuyện đó là người Cường có nghĩa là hồi đi học á ăn buổi sáng hai ăn bánh bò mắm tiêu á cái chị hai em thấy bành nó ngon hỏi gì hỏi gì cái này làm sao gì mà nói tao chỉ mày lấy gì tao bán đúng rồi đúng rồi ok 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 mấy anh em mình đẹp á thôi mình ăn để cho người ta thấu chứ anh hai kiểm tra giúp em nha cảm ơn okay. Anh em sẽ về 4 giờ mà về hả em nghĩ không tâm trạng thấy bây giờ có hơi khó khăn đi chậm mà gắn được đâu cái này gần đây quan trọng mình tháo lên coi có khi cắm được rồi. Sợ nhất là sợ gắn được đó. Sợ nhất cái đó đó một người làm ơi quá nhiều người gửi mi lính mi con luôn tranh lưới nóc chơi tới đi làm đây. Làm cái nhỏ chứ. Làm cái nhỏ chứ. Thôi được. Cho. Cái này dùng cắm bằng dắt hay được. Cái cắm này được. Cái loại đen như thế này thì nó chậm hơn cái loại kia chứ không? Em sợ cái mấy cắm này chậm lắm. Xài nó nhiều cái nó bực lắm. Nhưng mà ổ cái đen này cũng là loại đầu nên chạy nhanh hơn một chút thôi, nhanh hơn tương đối thôi chứ không phải như là đúng rồi, tương đối. Nhưng mà đồng bộ này được rồi tương đối. Chứ rồi mấy cái tham phím này tham phím này khi đã thay phím rồi nha báo trước là bộ phím nó không có giống cũ đâu nó gập quỳnh không sao lô mà chịu thôi không đây nó bình lắm ừ. Tại nhựa đây nè dùng được bèo nhất phải 40-50 cái nhựa này em hơi khoan lấy nhựa ra để lại cực không cực kỳ cực còn thấy ngồi nó lấy với em kiểm tra ram này có nâng ram không cực đây này có 4 GB là nâng được lên 8 GB thì em ra mẹ có khe một hả hai khe có khe này ấy khe này coi em coi máy cũ này cái bớt nó đủ không gắn luôn lên 8 GB luôn đưa tháo qua được tháo qua được là tốt để tháo xong rồi nó thành nhìn đàn ông mà không xem phim một được không phải đàn ông nữa hay như cái ổ cứng rời á đúng rồi cái này 100 ngàn á nó 100 ngàn mấy cái này mua 100 ngàn mình xài chắc 5-7 năm rồi đó chúng ta kiểm tra thử cái ram này không đâu được đâu đúng